Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng. Và tượng hôm nay của mình sẽ là tượng đôi đũa. Bây giờ mình tô nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng. Và tượng hôm nay của mình sẽ là tượng cái thìa. Bây giờ mình sẽ tô nhé. Mình đang tô màu vàng nha mọi người. Mọi người mình đang tô màu vàng nha. Tiếp theo sẽ là màu đỏ, màu nâu nha mọi người. Mọi người tiếp theo là màu nâu. Mọi người ơi, đây màu nâu này, màu nâu này mọi người ơi. Tiếp theo sẽ là màu xanh nha. Sau màu xanh là mình sẽ dùng màu tím nha. Mọi người ơi, màu nâu của mình này, màu nâu của mình đây nha mọi người. Mọi người đây màu xanh lá của mình này, màu xanh lá của mình đấy nha mọi người. Mình tô phần màu hồng lên trên nha. Thank you.
Mọi người phải màu hồng nha. Mọi người đây là phần màu hồng này. Mọi người ơi, phần màu hồng đây nha, phần màu hồng đây nha. Bây giờ mình sẽ làm gì nữa ta? Sẽ đợi hết giờ để trả. Các bạn ơi, tượng của mình đến đây thôi là hoàn thành rồi nha. Video của mình là đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người, đây là tượng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha.